Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại cùng với Đấu trường Dân chủ, Cà Khị Tư bản và Tôn Vinh Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, một chuyện rất là động trời nha quý vị. Quang Lâm mới phát hiện ra, trời ơi, những cái vấn đề mà ở những người phía bên kia thế giới đang mắc phải. Có rất là nhiều người gửi email cho Quang Lâm, nhờ Quang Lâm hỗ trợ giúp rằng là phải vạch mặt những người đang phá hoại cộng đồng chống cộng ở phía bên kia thế giới. Quý vị và các bạn thấy ghê không? Quý vị và các bạn thấy dữ không? Trời ơi, để Quang Lâm đưa cho quý vị và các bạn những cái thông tin và cũng giống như một phần Quang Lâm giúp đỡ những người ở phía bên kia thế giới sáng con mắt ra. Đừng có hy vọng về những cái người mà lúc nào cũng ra rả nói chống cộng, những người lúc nào cũng lên mặt để dạy đời, dạy những người này, dạy những người kia phải chống cộng như thế nào. Nhưng thực chất những người đó là những người lợi dụng cộng sản để kiếm tiền chuộc lợi cho bản thân mà thôi. Và thể theo yêu cầu của những người phía bên kia thế giới, ngày hôm nay Quang Lâm sẽ giặt mặt một trong những người mà chống cộng điên đảo, chống cộng điên cuồng và là người đứng đầu của những người chống cộng ở phía bên kia thế giới, đó chính là ông Phan Kỳ Nhơn. À, quý vị và các bạn sẽ đặt câu hỏi, trời đất ơi mày bị khùng hả Lâm? Ông Phan Kỳ Nhơn, ổng là gì? Chủ tịch của Liên Ủy ban chống cộng tay sai. Mà làm sao ổng là một trong những người lợi dụng cộng sản để chuộc lợi bản thân? Làm sao có chuyện đó? Xin quý vị và các bạn hãy bình tĩnh. Quang Lâm nói chuyện, nói có sách, mắt có chứng. Và Quang Lâm sẽ chứng minh cho quý vị và các bạn thấy là ông Phan Kỳ Nhơn chống cộng không hiệu quả một chút nào. Và càng chống, cộng sản càng phát triển. Và ông lợi dụng cộng sản, lợi dụng những cái gì mà khó khăn của những người phía bên kia thế giới để ông chuộc lợi cho ông. Quý vị và các bạn nghe Quang Lâm phân tích xong rồi thì quý vị và các bạn, đặc biệt là những người phía bên kia thế giới, nhớ ủng hộ cho Quang Lâm nha. Và có thêm những cái bằng chứng, những cái bằng cớ gì á để mà vạch mặt những cái người phía bên kia thế giới, gửi cho Quang Lâm đi. Quang Lâm giúp quý vị và các bạn thể hiện điều đó. Thôi, nói sao đi vào liền chi tiết ngày hôm nay. Quý vị và các bạn biết ông Phan Kỳ Nhơn gần đây nhất có một cái clip, đó là lên trên YouTube để mà có thể kêu gọi người dân thực hiện một cái vấn đề, đó chính là ủng hộ tiếp thêm tiền để làm gì? Để có thể xây dựng đền thờ Đức Thánh Trần. Chúng ta sẽ ngạc nhiên là ủa, cái việc mà kêu gọi thêm ủng hộ để mà xây dựng đền thờ Đức Thánh Trần ở phía bên kia thế giới là một điều tốt chứ, làm sao mà xấu mà phải nói ổng như vậy? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nghe rõ nè. Thưa đồng hương, trên con đường đấu tranh từ năm 1995-94, chúng tôi định cư đến Hoa Kỳ qua diện HO. Rồi sau đó thì chúng tôi đã thành lập Liên Ủy ban đặc nhiệm chống cộng sản và tay sai. Và suốt chiều dài cho đến năm 2014, chúng tôi thấy tình hình trong nước rất là cam go qua ba đặc khu và do qua vụ Formosa. Nên chúng tôi cùng một số thân hữu, bạn bè đứng ra thành lập đền thờ Đức Thánh Trần về dựng tượng của Ngài. Lý do mà chúng tôi dựng tượng của Ngài là chúng tôi đem tinh thần của Ngài Đức Thánh Trần để mà cho toàn dân noi theo, tinh thần giữ nước và yêu dân để mà cho toàn dân noi theo. Do đó chúng tôi thành lập tượng của Ngài năm 2014 và cho đến nay cũng đã tròn 10 năm. Quang Lâm xin phép dừng ngay chỗ này để quý vị và các bạn sẽ tự nghiền ngẫm tại sao ông Phan Kỳ Nhơn ổng đang lợi dụng người khác để mà có thể chuộc lợi cho bản thân ổng. Quý vị và các bạn thấy ghê không? Quý vị và các bạn nghe rõ ổng nói là gì? Cái năm 2014 là một trong những cái năm mà ở bên phía Việt Nam có một cái sự kiện, đó là gì? Đặc khu 99 năm rồi Formosa, thì những người dân ở trong nước Việt Nam á bị những người phía bên kia thế giới gọi là gì? Lợi dụng, kích động để mà gì? Phản đối. Ok, cái việc đó là chuyện ở những người phía bên kia thế giới rất là mong muốn đúng không quý vị? Rất là mong muốn, rất là đồng tình. Nếu như Quang Lâm mà là một người ở phía bên kia thế giới giống như ông Phan Kỳ Nhơn, cũng giống như những người khác chống cộng sản, thì Quang Lâm sẽ làm gì quý vị và các bạn biết không? Sẽ bỏ tiền túi ra, dồn nguồn lực lại, đưa về cho bà con ở phía Việt Nam để làm gì? Để người ta có sức, người ta chống cộng sản. À, quý vị và các bạn thấy không? Nếu như muốn thực sự muốn chống cộng sản thì những gì có tiền bạc, có gửi càng nhiều tiền càng tốt về Việt Nam, thì đó mới chính là những người mà ở bên phía Việt Nam mà chống cộng sản người ta cần. Người ta cần tiền thôi.
Người ta cần tiền để làm gì? Họ có thêm cái ăn, có thêm cái chảnh chó để họ chống cộng sản. Cái đó là những cái điều mà những người mà chống cộng sản ở phía Việt Nam người ta cần. Còn đây ông Phan Kỳ Nhân không có gửi một đồng nào, nhưng mà lại lợi dụng cái chuyện đó để làm gì quý vị và các bạn biết không? Để xây đền thờ. Má kỳ thiệt quý vị, nó rất là kỳ. Lẽ ra là mình phải tiếp sức cho người ta, gửi tiền càng nhiều càng tốt để người ta có thật là nhiều sức để người ta chống cộng sản. Còn đây mình lợi dụng cái chuyện đó để làm gì? Đi xây đền thờ. Ủa, ông Phan Kỳ Nhân có phải cộng sản không? Ha, miệng thì chửi cộng sản, tại sao xây đền thờ này nọ nọ kia? Còn đây lợi dụng những người chống cộng ở trong nước đi xây đền thờ ở bên Mỹ. Nó vô duyên vô cùng. Vô duyên phải vô duyên mức bình thường nữa. Vô duyên thúi luôn. Quý vị và các bạn thấy ngộ không? Thì qua bên Mỹ nó có hai cái ổng xây như thế này. Một bên đó là cái tượng Đức Thánh Trần. Ở phía sau tượng Đức Thánh Trần đó là cái đền thờ. Và cái đền thờ đó là phải đóng tiền, trả tiền cho cái người chủ mặt bằng. Ở cái đền thờ là một, còn cái mặt bằng ở phía sau phải trả tiền cho cái chủ đất đó. Thì tiền nó lấy ở đâu? Của những người phía bên kia thế giới chứ đâu. Lẽ ra cái tiền đó đó, cái tiền ủng hộ đó là gửi về Việt Nam, gửi cho Quang Lâm đi. Gửi cho Quang Lâm đi để Quang Lâm ăn uống, Quang Lâm kiếm cái cách nào đó để Quang Lâm làm cho bà con có thể hiểu rõ ra vấn đề đối với cộng sản và đối với gì bà con phía bên kia thế giới. Đây không gửi nhưng lại lấy tiền của bà con ở bên kia thế giới để mà gì? Xây dựng đền thờ Đức Thánh Trần. Nhưng cái quan trọng là xây dựng xong ai sẽ là chủ tịch? Quý vị và các bạn nhớ nghe, thà Quang Lâm mà có ý kiến xây dựng lên cái tượng Đức Thánh Trần rồi làm lên cái đền thờ thì mình sẽ nhờ một người khác, hoặc để một người khác họ đứng trung dung, họ đứng giữa, hoặc là họ không liên quan gì hết trơn hết trọi á, để họ làm gì? Họ quản lý. Thì khi đó mình mới là người trong sạch, mình mới là người trong sáng. Nhưng đây ảnh lợi dụng cái vấn đề ở Việt Nam, sau đó ảnh đem ảnh xây dựng nên cái đền thờ Đức Thánh Trần và ảnh làm chủ tịch luôn quý vị. Quý vị và các bạn thấy hay không? Hay quá đi chứ. Một mũi tên bắn trúng 3-4 con chim luôn. Ảnh nói rằng là ảnh xây dựng nên cái đền thờ Đức Thánh Trần và cái tượng Đức Thánh Trần để làm gì? Để cho bà con ở bên đó hiểu được rằng là cái tinh thần chống giặc như thế nào. Cái miệng ảnh nói là như vậy nhưng ảnh không đóng góp cho người ta. Ảnh lại lợi dụng cái điều đó để ảnh xây dựng lên và bây giờ ảnh làm chủ tịch. Thì tất nhiên thưa quý vị, đã là chủ tịch của cái đền thờ đó rồi thì sẽ có rất là nhiều tiền đổ về để làm gì? Ủng hộ và hỗ trợ cho cái việc đền thờ đó. Thì tiền ai giữ? Quý vị và các bạn thử nghĩ đi. Ý kiến của ổng đưa ra, ông Phan Kỳ Nhân đưa ra ý kiến xây dựng nên cái đền thờ. Rồi giờ đưa tiền cho người khác. Anh chịu nổi không? Không, anh phải làm chủ tịch và anh sẽ phải giữ tiền. Và đó làm sao quý vị và các bạn biết được rằng mỗi tháng ông Phan Kỳ Nhân ăn bao nhiêu tiền? Rồi cuối cùng ổng chống cộng bằng cách nào? Chống cộng bằng cách xây dựng đền thờ hả? Quý vị và các bạn đã hiểu ra vấn đề chưa? Bởi vậy những người phía bên kia thế giới đang rất mong mỏi nhờ Quang Lâm vạch mặt ông Phan Kỳ Nhân cho bà con bên đó biết. Quang Lâm sẵn sàng hết quý vị. Những cái vấn đề mà quý vị và các bạn đưa cho Quang Lâm, Quang Lâm giặt mặt hết cho quý vị và các bạn. Để quý vị và các bạn biết những người mà gọi là chống cộng liên lục địa, chống cộng xuyên suốt, chống cộng điên cuồng là như thế nào. Được cái miệng thôi. 10 năm thì phải nói là rất là cam go. Nhưng mà nhờ sự hỗ trợ tích cực của toàn thể đồng hương khắp nơi, trên các tiểu bang cũng như trên thế giới, và đặc biệt là đồng hương tại Nam Cali này. Nhưng vì thời điểm và địa điểm chúng tôi lập đền thờ càng ngày càng gia tăng nên chúng tôi không thể là tiếp tục mà duy trì đền thờ của Ngài. Qua hợp đồng là chúng tôi ký hợp đồng với ông chủ cố là 10 năm, do tới từ năm 2014 cho tới năm 2024 là tròn 10 năm. Sau năm 2000, tháng 9 năm 2024 rồi chúng tôi đã hết hợp đồng. Do đó chúng tôi sẽ di chuyển đền thờ của Ngài đến một địa điểm khác mà chúng tôi đã có được ông chủ phố của khu vực là Tommy Mai Financial
ở đường Broker và góc chấp nhận góc PSB với Broker. Việc di dời đền thờ của Ngài là chuyện ở cái thế mà bắt buộc chúng tôi không đủ khả năng để tiếp tục hàng tháng phải và chi trả cho chủ phố hiện tại là gần 7.200 một tháng. Do đó chúng tôi sẽ di chuyển về đó sau khi hết hợp đồng ở đây. Với tình trạng thiếu hụt về tài chính, do đó ngày 23 tây tháng 3 vừa rồi chúng tôi có tổ chức một cuộc gây quỹ để mà làm thế nào chúng ta có một cái đường hướng, có một số tiền để dần dần mua một miếng đất hoặc là mua một cái nhà, rồi chúng ta biến cải dần dần trở thành cái đền thờ của Ngài. Nói đi cái vấn đề đền thờ thì chúng tôi cũng xin thưa với toàn thể đồng hương là đền thờ thì chúng ta giờ đi chỗ khác, nhưng tượng của Ngài thì được ông chủ phố đã ký miếng giấy là cho vĩnh viễn đặt tượng của Ngài trên đại lộ Bôn Sa như hiện tại. Nói một cách cụ thể là có dời đền thờ đi nữa, chỗ nào đi nữa, thời tượng của Ngài vẫn tồn tại ở trên đường Bôn Sa mãi mãi về sau. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin thưa với toàn thể đồng hương là trong cuộc gây quỹ ngày 23 tây tháng 3 vừa rồi, thời đồng hương tới cũng rất đông và sự hỗ trợ cũng được thành công. Một lần nữa chúng tôi rất tha thiết và kêu gọi toàn thể đồng hương khắp nơi trên thế giới tiếp tay với hội đồng quản trị chúng tôi để mà làm thế nào chúng ta có được một cái đền thờ vững chắc và bền lâu chứ thế hệ mai sau. Đó là điều mong ước của chúng tôi. Tiếp theo thì quý vị và các bạn đã lắng nghe ông Phan Kỳ Nhơn, ông nói cái vấn đề mà đang có cái sự rất là khó khăn đối với cái đền thờ Đức Thánh Trần. Đây là cái tượng đài ở cái chỗ mà ông Lâm Nguyễn Quýnh Lộn á quý vị, Lâm Nguyên Quýnh Lộn và Chà Bá Lửa mà clip trước Quang Lâm có nói với quý vị đó, chưa đụng tay mà đã tự té đó. Thì cái tượng Đức Thánh Trần này sẽ giữ nguyên, không di chuyển. Nhưng cái chỗ đền thờ Đức Thánh Trần ở phía sau đó là phải trả tiền cho người ta vì hết hợp đồng rồi. Những năm trước ổng lấy tiền để ổng trả, còn dư thì ổng ăn. Thì bây giờ á, tới hợp đồng rồi, hết hạn hợp đồng rồi, thì bây giờ phải làm gì với đối với cái đền thờ này? Sẽ di chuyển một chỗ khác, và chỗ khác nó sẽ tốn tiền hơn nữa. Và trong clip ông cũng đã có nói rồi là hy vọng sẽ kiếm được một cái địa điểm nào đó, ở một cái vùng đất nào đó, hoặc là cái ngôi nhà nào đó để có thể xây dựng nên cái đền thờ của Đức Thánh Trần. Quý vị và các bạn nhớ giúp Quang Lâm nha. 10 năm ông xây dựng nên cái đền thờ, ông mướn đất và rất nhiều người ủng hộ tiền cho ông. Vậy thì nếu như mà Quang Lâm mà là một người quản lý, người ta ủng hộ để xây dựng, để phát triển cái đền thờ đó, thì 10 năm Quang Lâm đảm bảo sẽ dư được một khoản khá là nhiều, khá là nhiều. Và cái số tiền dư đó đủ để có thể mua một mảnh đất mới để cho Đức Thánh Trần qua đó tạm nghỉ. Nói thẳng với quý vị và các bạn luôn, đề nghị tất cả những người phía bên kia thế giới gửi tiền về cho Quang Lâm theo cái tài khoản mà Quang Lâm để ở cái phần mô tả. Quý vị và các bạn gửi về cho Quang Lâm càng nhiều đi, thì Quang Lâm sẽ giúp cho quý vị và các bạn sẽ hiểu ra được nhiều cái vấn đề mà những người phía bên kia thế giới đang mắc phải. Chứ gửi cho ông Phan Kỳ Nhơn, lẽ ra cái số tiền mà còn dư ra đó sẽ phải được tiếp tục để phát triển và được đi thuê những cái mảnh đất mới, không cần phải bây giờ phải đi gì? Đi ra để cầu xin người khác để làm gì? Thêm tiền cho ổng nữa. Lẽ ra nếu như mà kinh doanh theo cái kiểu của ông Phan Kỳ Nhơn bây giờ lẽ ra lại là rất là giàu nha quý vị. Nhưng Quang Lâm đảm bảo với quý vị rằng là ông Phan Kỳ Nhơn đã ăn và ăn rất nhiều tiền ở trong đó. Cho nên bây giờ hết tiền hoặc là đến lượt mà hết cái hợp đồng á, thì ổng tiếp tục cái chiêu bài của ổng là lợi dụng Đức Thánh Trần để kiếm tiền từ đồng hương, xin thêm và cuối cùng ổng sẽ ăn nữa thôi. Quý vị và các bạn biết ông Phan Kỳ Nhơn rồi, chống cộng có hiệu quả không? Thực sự không hiệu quả một chút xíu nào hết trơn hết rồi. Chúng ta hãy nhìn lại cái từ khi mà có một cái liên ủy ban chống cộng và tay sai đến bây giờ. Quý vị và các bạn ở phía bên kia thế giới nhìn kỹ nha. Ông Phan Kỳ Nhơn và cái hội của ổng chống cộng có hiệu quả hay không? Trả lời cho Quang Lâm một thứ thôi. Có hay không thôi? Chắc chắn là không. Rõ ràng đâu quý vị và các bạn thấy có hiệu quả không? Nếu như mà có hiệu quả thì ít nhất cộng sản cũng phải có cái tí mảy may suy xuyển gì chứ. Còn đây cộng sản sống nhăn răng, sống sờ sờ, sống khỏe, sống tốt, mà chính bản thân ông cũng nói là cộng sản đang len lỏi trong cái khu vực của phố Bonsai, ở nơi Đức Thánh Trần của ông đang ở.
Vậy thì quý vị và các bạn hiểu được rằng là ổng chống cộng có hiệu quả hay không chứ gì? Làm sao mà hiệu quả được? Trời đất mẹ cha ơi, len lỏi vô phát triển tận xào huyệt chống cộng của mấy ổng. Thì quý vị và các bạn hiểu rằng là cái liên ủy ban chống cộng và tay sai đó sinh ra để làm gì? Chỉ có một mục đích thôi, lợi dụng cái đền thờ Đức Thánh Trần đó để kiếm cho thật là nhiều tiền, và ông Phan Kỳ Nhân ăn uống trên số đồng tiền đó của quý bà con phía bên kia thế giới. Cái này Quang Lâm đang phân tích rất là rõ và rất là thiệt để quý bà con ở bên đó hiểu ra được cái vấn đề là như thế nào. Ông Phan Kỳ Nhân cũng có những cái điều rất là vui vẻ nha quý vị, đó là thách Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông thách Đảng Cộng sản Việt Nam như thế này như thế kia để làm sao? Để cho người dân ở phía bên kia thế giới thấy rằng à, ít ra chủ tịch của Liên ủy ban chống cộng và tay sai cũng dám to tiếng hó hé với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thách cái gì quý vị? Thách cái này nè. Nhưng mà chắc chắn Đảng Cộng sản không bao giờ dám làm việc này. Tôi thách thức Đảng Cộng sản, có dám mời ông Trung không? Giờ phút này, trên cái hệ thống này, trên làn sóng này, chúng tôi thách thức Đảng Cộng sản, có dám mời ông Trung tới Việt Nam, thăm Việt Nam. Vậy các bạn thấy ghê không? Ghê. Trời ơi, thách. Ông thách xong Đảng Cộng sản làm luôn theo cái ý của ông. Cuối cùng sao? Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, ngày càng phát triển. Còn cái Liên ủy ban chống cộng và tay sai suốt ngày ăn cãi nhau hoài, nào là người Việt gian này là người Việt gian kia, đổ lỗi cho nhau, cứ thấy hiệu quả chống cộng ở đâu, chẳng có một cái tí gọi là hiệu quả hết trơn hết trọi. Do vậy, qua cái clip ngày hôm nay, Quang Lâm chứng minh cho tất cả những người phía bên kia thế giới thấy rằng những người mà họ nói chống cộng, những người đứng đầu nha quý vị, đứng đầu nói chống cộng một cách điên cuồng, một cách gọi là hết tinh thần của họ, thì đó là những người lợi dụng bà con ở phía bên kia thế giới để lấy tiền của bà con mà thôi. Bà con ở phía bên kia thế giới ngu lắm. Không lẽ nói ngu như chó thì kỳ, nhưng mà không. Không, không có đâu. Bị gọi là bị nhồi sọ. Quý vị và các bạn nghe nói tới cộng sản, quý vị và các bạn mờ mắt, mờ con mắt là ngu cho đi lý trí. Cho nên quý vị và các bạn mới bị những người phía bên kia thế giới, những người mà kêu gọi quý vị đóng góp để chống cộng lợi dụng. Lớn rồi quý vị, qua bên Mỹ học những cái điều hay và học được mở mang đầu óc, chứ đừng học những điều ngu. Quang Lâm nói thiệt. Do vậy quý vị và các bạn mà cái clip này dành riêng cho những người phía bên kia thế giới nha, mấy ông cộng sản nghe thôi đó, thì mấy anh bên kia thế giới nhớ giúp giùm, nghe xong rồi hiểu ra vấn đề rồi thì biết làm gì, đúng không ạ? Gửi tiền cho Quang Lâm. Quang Lâm xin phép không xây đền thờ đâu, xây làm cái gì mà Quang Lâm sẽ giúp cho quý vị và các bạn mở mang đầu óc, mở mang kiến thức, làm thế nào để sống một cuộc sống vui vẻ thoải mái hơn nữa. Và đừng có nghe những người chống cộng như ông Phan Kỳ Nhân, như ông Phát Bùi và những cái người mà gọi là nhân danh chiến sĩ Việt Nam cộng què để mà chống cộng. Thôi quên đi bà con, hãy cố gắng sống ở bên Mỹ một cách vui tươi và thoải mái là được rồi. Đừng có nghe mấy người này nha. Quý vị và các bạn nếu đã hiểu ra thì vui lòng nhấn like, nhấn subscribe cho Quang Lâm, nhấn đăng ký cái chuông, và đặc biệt nữa, nếu ủng hộ thì ủng hộ cho Quang Lâm càng tốt nha. Cái quan trọng nè, những người phía bên kia thế giới nhớ giúp Quang Lâm nha, gửi cái thông tin cho Quang Lâm, để Quang Lâm sẽ dùng cái thông tin đó để mà giúp cho quý vị và các bạn chống lại những cái người mà đang phá hoại cộng đồng ở phía bên kia thế giới. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón xem.